đang đến với chương trình Sàn Chiến Giọng Khách. Bạn Khôn Khanh thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện, phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3. Và đêm nay, tập thứ hai, tập đặc biệt của Sàn Chiến Giọng Hát, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đến cho tất cả quý vị những khoảnh khắc đắt giá và chắc lọc nhất trong mùa thứ năm. Đầu tiên sẽ là những khoảnh khắc vui, rất hài hước. Khanh mời quý vị cùng thưởng thức nhé. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ vâng, em cảm giác rất là vui sướng khi mà được ngồi cái ghế ngày hôm nay để đấu giá, có được giọng ca mà mình yêu thích, đó là một cái gì đó rất là thú vị. Con cứ yên tâm đi Hoài Lâm, đặc biệt chương trình này là mình đấu giá nhưng mà là ở bên cạnh con là đã có chú với cô Hồng Vân rồi. Đúng. Làm sao mà hại con được đúng không? Cô chú nào mà ăn thịt con được đúng không? Ai phải nâng đỡ con chứ. Tin được không em? Tin được không em? Thì nó được. Đối thủ của con chỉ là anh Khánh và anh Hà mà thôi. Anh chỉ nói rất ngắn gọn thôi. Chúc em may mắn khi ngồi giữa hai luồng gió cũ đó. Yeah. Chứ thật ra như những cái số vừa rồi khi mà cái máy nó coi là sao không biết mà em toàn thua không mà chị. Anh nói thiệt. Dạ. Mình làm gì không có công bằng. Đúng rồi. Mình phải nói làm sao cho bằng sự thật và công tâm. Dạ đúng rồi. Chiếc máy này nó rất là gọi là chuyên nghiệp. Chiếc máy nó vẫn nằm đó, chỉ có tấm lòng của chúng ta, con người đúng. Chúng ta thay đổi đâu, thôi. Không phải con người đâu có thay đổi, em nghề nghiệp thôi, đi bán bánh tráng á em. Từ nhà đấu giá chuyển qua bán bánh tráng trong vòng 30 giây. Thế là tính cách của tất cả mọi người thì có thể chị nắm được ít, nhưng mà riêng mà chàng trai bên cạnh chị thì chị chưa nắm được. Khi lúc thì lạnh lùng, lúc thì nồng ấm. Đó. Lúc thì xa xôi, lúc thì gần gũi. Em cứ nói gì tội nghiệp anh quá ông Đào. Hả? Trời đất ơi, anh lúc nào cũng ủng hộ em. Em nhớ tập trước không? Trời đất ơi, một mình anh bảo vệ em. Thì em biết mà. Tập này anh tiếp tục bảo vệ em. Bả hơn tụi mình 4 tuổi đó. Trời ơi, nãy giờ ngọt sớt từ bữa giờ. Từ số trước đến giờ tôi đã gai rồi. Ông cứ anh em với bà ngọt sớt là tôi gai rồi mà tôi ngại quá tôi không dám nói. Tôi giận. Hả? Mọi người cho tôi một cái ý kiến coi. Ở đây, về đây xứng không? Dần ngọ mà lấy nhau là bảo đảm là hợp lắm đó em. Hợp lắm. Hả? Hợp lắm. Sự kiện thứ hai, Giang Anh Tuấn. Đó là tên ngôi nhà của em, gia đình của em. Đó là tên của hai người con và tên của chồng em. Ồ, em đã có chồng. Em đã bảo rồi em mà. Em có hai con rồi à? Hèn gì lúc nãy đôi mắt em nhìn anh hình như là có mang hình viên đạn. Sẵn đây anh trong cái chương trình Sàn Chiến Giọng Hát, nếu như mà chồng em có xem đó, cho anh cúi đầu xin lỗi. Viral. Tiếng Anh hả? Dạ, tiếng Anh. Oh my god. Thôi thì mình phân tích từ sau đi anh. Thời cơ. Thời cơ đi. Thời cơ thì dễ thôi, thời cơ có nghĩa là bạn này đã có nhiều thời cơ nhưng mà không nắm bắt được. Dạ. Anh vừa nói câu đó, bạn ấy trề môi. Nghĩa là không đúng. Anh phải về anh kiểm điểm lại con người của anh. Coi tại sao mà anh tham gia mà ai cũng xa lánh hết trơn trọi á. Hơn là có Hồng Vân kế bên anh. Hồng Vân là luôn là một cái người giống như là đem lại cái niềm vui, đem lại niềm tự tin cho anh vậy đó. Cái chương trình này mà không có Hồng Vân là anh bị ức hiếp gì lắm em ơi. Dạ. Đó em thấy không? Quang Hà. Vâng, anh bị ức hiếp dữ lắm đó. Anh chỉ muốn đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người thôi Khanh. Dạ. Và anh cũng không có nói cái gì mà để mà đau lòng người ta trơn. Thôi bữa nay giọng này của anh em không quen anh ơi. Kỳ quá à. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi lại những khoảnh khắc rất vui nhộn của các nhà đấu giá. Và những khoảnh khắc này được chúng tôi tổng hợp lại từ những tình huống đã xảy ra trong chương trình. Còn tiếp theo, Khanh mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi một trong những giây phút cân não nhất của các nhà đấu giá khi mà có trường hợp hai người chơi cùng số điểm với nhau. Nhau.
Và số điểm là 5 điểm. Có những trường hợp mà như thế này thì ba nhà đấu giá còn lại quyết định giọng hát nào sẽ tiếp tục. Mỗi người hãy cho ra quyết định của riêng mình và Khanh sẽ lấy ý kiến số đông. Bây giờ với ý kiến riêng của chị Hồng Đào thì với tiếng hát của chị Tường Vi và Phương Tùng thì theo chị sẽ quyết định ai đi tiếp. Cho chị chọn Phương Tùng. Chị Hồng Đào chọn Phương Tùng. Xin mời người bạn rất thân của chị Hồng Đào là chị Hồng Vân giúp Khanh lựa chọn. Quyết định của chị là gì? Ủa, hai tụi chị cùng team mà sao tự nhiên em hỏi chị vậy? Biết là hai người cùng một team, nhưng mà quan điểm cá nhân Khanh nghĩ đôi khi nó cũng phải khác nhau. Xin lỗi bạn, xin lỗi Long Nhật, chị phải chọn Phương Tùng. Tôi tôn trọng quyết định của chị Hồng Vân cũng như chị Hồng Đào. Cả hai chị đều chọn Phương Tùng sẽ là người chơi được tiếp tục với sàn chiến giọng hát đêm nay. Mãi rời xa đường mình ta với ta,
giấc mơ em ơi. Lời nói đầu tiên cho phép Phương Tùng được gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Tập đặc biệt khi thể hiện ca khúc Tình Ơi Xin Ngủ Yên thì cái điều mà Tùng cảm thấy khó nhất là làm sao thoát được cái bóng lớn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, tìm những cái điều mà bản gốc chưa có và mình làm một cái màu riêng của bản thân mình. Đó là cái điều khó nhất. Khi mình xem lại thì thấy là mình cũng hài lòng được khoảng 70-80%. Đối với bản thân Tùng thì Tùng cảm thấy Sàn Chiến Giọng Hát là một nơi có thể đem đến cho các thí sinh tham gia một cơ hội để tỏa sáng, cũng như là được nhìn nhận và cho được rất nhiều lời khuyên từ ban đấu giá, những người có kinh nghiệm lâu năm trong con đường nghệ thuật. Sau chương trình thì Tùng đã có được rất nhiều sự thay đổi cũng như là cải thiện bản thân mình nhờ vào những lời góp ý của ban đấu giá, từ cách trình diễn trên sân khấu đến giọng hát, và con đường nghệ thuật của Tùng cũng mở rộng nhiều hơn sau chương trình. Ngày hôm đó thì Tùng cũng rất là bất ngờ khi phần thi của mình đồng điểm với lại phần thi của chị Tường Vi. Khi nghe cái phần biểu diễn của chị Tường Vi với ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau thì Tùng cảm thấy giọng hát cực kỳ nội lực, rất là truyền cảm cũng như là dày dặn kinh nghiệm. Bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữ mến mong đời mình? Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Hoang vu từ lúc anh đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em. Thank you.
mắt dù em còn nuôi trên mồ. Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nỗi chút thêm vui ngày đầu. Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nỗi chút thêm vui ngày đầu. Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Lời nói đầu tiên Tường Vi xin gửi đến vị khán giả đang xem chương trình Sàn Chiến Giọng Hát tập đặc biệt lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Vi cảm thấy rất vui khi được tham gia chương trình Sàn Chiến Giọng Hát và cùng đồng điểm với em Phương Tùng. Thật sự là Vi không có hề hối tiếc gì hết, vì đêm đó là Vi có nghe Phương Tùng từ giọng ca đến tác phong và trang phục rất là cháy hết mình. Điều hạnh phúc nhất là Vi được khán giả yêu thương đã bình chọn cho Vi, và Vi xin cảm ơn vì đã được đồng hành cùng chương trình. Vi cũng rất là vui vì Vi rút về được cho mình những lời góp ý chân thành từ ban đấu giá. Cảm thấy rất hạnh phúc khi được đứng trên một sân khấu lớn trình diễn cho tất cả mọi người và khán giả trong nước và ngoài nước. Và sau chương trình thì nhiều khán giả đã biết giọng hát của Vi hơn. Đó là chính là phần thưởng lớn nhất mà Vi có được tại Sàn Chiến Giọng Hát. Thưa quý vị, vui nhộn có, giải trí có, khó khăn và phải cân não cũng có. Các nhà đấu giá khi tham dự chương trình đều có thể xem tất cả những điều đó là những trải nghiệm của họ khi tham gia chương trình. Và họ sẽ còn có những trải nghiệm khác khi mà được thưởng thức. Ngoài giọng hát hay của các người chơi còn là những tài lẻ của họ nữa. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi những tài lẻ rất ấn tượng của các người chơi trong Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Trong những câu chuyện kể chuyện cảm động hay là những cái kịch cảm động thì em nhập vai vô được nhanh và em có thể khóc em có thể khóc ngay luôn. Dạ. Hay vậy, hay là bây giờ bạn thể hiện cho chúng tôi xem cái tài đó của bạn được không? Dạ được rồi. Dạ alo. Mẹ ơi, Tết năm nay chắc con không có về được rồi, tại vì công ty năm nay làm xuyên Tết á. Mẹ đừng có buồn con nha. Con có mua quần áo đẹp, có mua bánh mứt ngon lắm. Mẹ về mà đãi khách nha mẹ. Xong rồi à, qua Tết con sẽ về với mẹ. Mẹ đừng có buồn nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ đã thông cảm cho con và luôn bên cạnh con. Con cảm ơn mẹ nha. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Chắc là ngay bây giờ anh phải thổi sáo cho chúng tôi nghe một đoạn được không? Vâng ạ. Hồi nhỏ em ở quê cho nên quê em có rất là nhiều loài động vật, cho nên em hay bắt chiếc các loài động vật, giả tiếng động vật. Tuân quê ở đâu em? Dạ, em là quê ở Hà Tây ạ, là quê của Sơn Tinh, Thủy Tinh đó. Và trong các món mà ngày xưa dâng cho vua Hùng thì có gà chín cựa là loài có thật, là có thật ở quê em. Em xin được giả tiếng gà gáy nhá, gà trống nhá, của thần gà nhá. Gà bén dữ, gà bén dữ. Gà này chưa có đập máy. Gà này là try, vì vẫn hơi chua.
Thưa quý vị, sau khi theo dõi những tài lẻ vừa rồi thì khả năng giả tiếng động vật của anh A Tuân là một trong những tài lẻ mà Khanh cảm thấy ấn tượng nhất. Và có một điều Khanh rất ngưỡng mộ anh nữa, khi mà anh đã dùng từ nghĩa địa để đưa vào dữ kiện của mình. Và thông qua cái cụm từ này, chúng ta cũng cảm thấy được cái sức cầu tiến trải qua khó khăn để chui rèn nên một giọng hát đầy sự trải nghiệm. Và bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi cũng như là lắng nghe lại tiết mục của anh A Tuân đã gửi đến sàn chiến giọng hát với ca khúc Đánh Mất. Em như chiếc bóng bên anh thầm lặng. Từ lâu em tan thành tia nắng, giọt thốc lên chỉ còn đám bụi mờ. Từ lâu em như là mây trắng, giọt cuốn mây về nơi chốn mịt mờ. Mười năm trôi qua trôi qua. Không ra đi mà những người trở lại ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh. Nước mắt em chiều ấy, dù rằng em xô mặt vào tay, bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay. Mười năm trôi qua trôi qua, anh như không ra đi, không ra đi mà những người trở lại. Em vẫn thơ ngây như lúc chia tay, vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hai, một nhành lan chưa kịp nở hoa. Lối hẹn xưa có phủ nhạt nhòa. Em chờ ai? Hãy thời gian trở lại. Hỡi cô bé ngây thơ ngày ấy, hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Phủ nhạt nhòa.
tay. Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh, hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ. Em đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Đang nghĩ gì? Anh van em nói ra đi. Em đang nghĩ gì? Anh van em nói ra đi. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. An Tuấn rất vui và may mắn khi xuất hiện trên chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Lần đầu tiên khi mà đứng trước anh chị em đồng nghiệp cũng như mọi người trong một cái vai trò khác thì nó cũng run hơn bình thường rất là nhiều, cũng rất là hồi hộp. Và đây cũng là một trải nghiệm ý nghĩa và rất thú vị của An Tuấn với chương trình. An Tuấn thấy rằng chương trình Sàn Chiến Giọng Hát là một sân chơi rất thú vị, rất bổ ích, và đặc biệt đây giống như một cái bệ phóng, một cái nơi bàn đạp cho rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, những các bạn hát thay có thêm điều kiện, có thêm cơ hội để xuất hiện nhiều hơn trước khán giả và truyền thông cả nước. Tôi rất là vui và rất là biết ơn khán giả khi thông qua chương trình Sàn Chiến Giọng Hát đã tiếp tục một lần nữa đón nhận A Tuân và ủng hộ A Tuân với bài hát Đánh Mất của chú Hoàng Hiệp. Và khi mà A Tuân tham gia chương trình Sàn Chiến Giọng Hát thì cũng mong muốn rằng đây là một món quà đặc biệt để gửi tặng cho người mẹ của mình. A Tuân tin rằng ở trên kia mẹ đã được nghe và cũng đã theo dõi, đã được nhận món quà này của con gửi đến cho mẹ. Thưa quý vị, và ca khúc Đánh Mất vừa rồi cũng là tiết mục giúp cho anh A Tuân giành giải nhất tuần ở tập 10 của Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Và thưa quý vị, Sàn Chiến Giọng Hát không chỉ là một chương trình truyền hình về âm nhạc để chúng ta hiểu hơn về chuyên môn, mà bên cạnh đó còn có rất nhiều những cảm xúc khác, hài hước, thú vị, vui nhộn và không thiếu sự kịch tính đến từ các phiên đấu giá của các nghệ sĩ khách mời. Bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi lại các màn đấu giá được xem là căng thẳng, căng não nhất để xem nhà đấu giá nào máu chiến nhất trong mùa này. 26.5 triệu 27 triệu 27 triệu rưỡi từ từ nhé, từ 27 rưỡi rồi anh Long, 27 rưỡi rồi, 27 rưỡi lần 1, 27 rưỡi lần 2, 3, 27 rưỡi lần 3, 28 thôi, người đào 28 trước, không chỉ đào nói trước, đào chưa có nói con số ra, đào nói 28 trước lần 3, đào 28 mà, đào nói rồi, đề nghị, dạ Khánh nghĩ không cần phải đề nghị đâu, tôi đề nghị là máy quay lại đi. Anh Long, không có anh em gì đây, máy móc là phải rõ ràng. Anh Long, tôi đề nghị cho coi lại thước phim vừa rồi. 27 rưỡi lần 2, 3, 27 rưỡi lần 3, hãy đặt thôi. Kết quả của phiên đấu giá thứ nhất, số tiền hợp lệ là 27.500.000 đồng. Chúc mừng anh Kim Tử Long. Không, tại cái đó là em nhường danh đó, nhưng mà thực ra là không cần, anh không cần em đâu, anh không cần em nhường anh đâu. Chúc mừng anh Kim Tử Long. Bắt đầu. Năm trăm. Anh Quốc Hà 500. 1 triệu. Anh Nam Khánh 1 triệu. 2 triệu. Anh Quang Hà 2 triệu. Chị Ngọc Liên 2 triệu. 3 triệu. Anh 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. Chị Hồng 4 triệu. Chị Ngọc Liên 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi. 7 triệu. 7 triệu rưỡi. Rồi 8 triệu. 8 triệu rưỡi. 9 triệu. 9 triệu rồi. 9 triệu rưỡi. 10 triệu. 11 triệu. 11 triệu. Anh Kim Tử Long 11 rưỡi. 12. Chị Liên 12 triệu rưỡi. 12 rưỡi. Anh Long 13. 13 triệu rưỡi. Anh Long 13 rưỡi. 14. Chị Hồng 14. 14 triệu rưỡi. Chị Ngọc Liên 14 rưỡi. Anh Quang Hà 15. 15 triệu rưỡi. 16 rưỡi. 16 rưỡi. Nam Khánh 17 triệu. 17 triệu rưỡi. 18 triệu. 18 rưỡi. 19 triệu. 19 rưỡi.
20 bên đây. 20 rưỡi. 20 rưỡi. 21. 21 rưỡi. 22. 22 bên đây. 22 rưỡi. 23. 23 rưỡi bên đây. 24. 24 rưỡi. 25. 25 bên đây. 25 rưỡi. 26. 26 bên đây. 26 rưỡi. 27 bên đây. 27 rưỡi. 28 bên đây. 28 rưỡi. 29. 29. 30. 30. Đánh 29 rồi. 29 rồi. 30. Chúc. Kết quả cuối cùng, nhà đấu giá chiến thắng là anh Quang Hà. Yeah. 27. 28. 20. 28. Hai mấy à? Chưa biết. 28 thì tới 28 lần 1. 28 lần 2. 28 lần 3. Chết. Khanh đã đập xuống nó lần 3 rồi. Và tôi là người chiến thắng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta mới thử thách chiếc máy này là thứ gì à? Bây giờ anh Long nói đi, theo anh Long là cái máy này xịn hay không? Máy này xịn lắm. Đúng rồi nha, một lát nữa nếu như anh không phải là người chiến thắng thì đừng có lật lại nha. Thì lúc đó cái máy nó sẽ là bao nhiêu? Anh mong rằng cái máy này xịn à. 28 lần 3, cho chính. Thưa quý vị, sau khi xem lại thước phim vừa rồi chúng tôi đã có kết quả. Cũng vì chiếc máy này quá xịn cho nên đã bắt được cái khoảnh khắc sau cùng. Và số tiền ấy là 28 triệu. Yeah. Đây, là đây. Là đây anh Long ơi. Quá tuyệt vời. À, tôi xin thay mặt cho chương trình Sàn Chiến Giọng Hát một lần nữa xin cảm ơn người đã tài trợ chiếc máy này. Quá tuyệt vời, chiếc máy này quá kinh khủng. Tôi không thể nào ngờ một chiếc máy mà nó từng mili. Bắt đầu. 2 triệu. Chiều có 1 triệu. Một triệu. Chị Ngọc Liên 2 triệu. 3. Anh Long 3 triệu. 4. Anh Nam Khánh 4 triệu. 5. Anh Long 5 triệu. Chị Ngọc Liên 6. 7. Anh Long 7 triệu. 11. 8. 12. Anh Nam Khánh 8. 15. Ngọc Liên 9. 10 triệu. Chị Ngọc 10. 11. Anh Long 12. 13. 12. Anh Khánh 13. 14. 15. Chị Ngọc Liên 15. 16. Anh Nam Khánh 16. 17. Anh Long 17. 18. 19. Chị Ngọc Liên 19. 20. Anh Khánh 20. 21. Chị Ngọc 21. Chị Liên 22. Cứ lên 23. Đi. Anh Nam Khánh 23 rồi. Cứ lên đi. 24. 24 lần 1. 25. 25. 26. 26 lần 1. 27. Từ từ 27. Nha, từ từ nhá, từ từ nhá. 28, 29. 27 lần 1. 28. 28. Còn một cái nữa là vào số đấy. Em đếm chốt 3 lần. 29. 30. Chốt. Chúc quý vị 30 triệu. Chúc mừng anh Kim Tử Long. Rất là vui khi năm vừa rồi Nghĩa được tham gia cũng nhiều trong cái chương trình Sàn Chiến Giọng Hát này. Thì mỗi một tập á, nó đều có những cái khoảnh khắc mà mình khó quên. Đặc biệt là với những cái màn mà tranh giành thí sinh, những cái màn đấu giá giữa ban đấu giá với nhau á, thì đó là cái phần mà rất là sôi động. Và đó cũng là cái phần mà khán giả rất là chờ đợi, thích thú. Còn riêng với bản thân của Nghĩa đó thì mỗi lần đến với cái màn đấu giá là mình phải luôn trong một cái tâm thế là sẵn sàng để mình tranh giành với tất cả những cái anh chị còn lại, những người bạn trong cái ban đấu giá. Là bởi vì ai cũng có chiêu trò, ai cũng có cái kỹ xảo riêng của mình. Cũng như là chưa kể đến những cái người mà ngồi đó mà thâm niên á, ngồi mà mọc rễ luôn, ngồi mà đóng rêu cái ghế luôn á. Cho nên là họ có nhiều kinh nghiệm lắm. Cho nên là mình phải có chiêu thức của mình để mình có thể mình chiến thắng, mình giành được thí sinh. Vậy đó mà cứ bị trật vua hoài à, vẫn thua những cái người mà có thâm niên ngồi đó. Kim Tử Long và Hồng Vân thì hai anh em chúng tôi đã ngồi ở đây được 5 mùa rồi. Vì vậy cho nên là mọi người thấy chúng tôi có những cái lúc mà hơi quá đáng với lại các nhà đấu giá đó thì cũng phải thôi. Vì mỗi một cái tập á, thì đều có những cái nhân tố rất là đặc biệt. Ví dụ đến mùa này tôi rất là e ngại với lại nam ca sĩ Quang Hà. Thật ra thì gừng càng già càng cay. Chị Hồng Vân thì chị luôn luôn là rất là từ tốn, chị cứ để cho mọi người đấu giá quyết liệt, khản hết cả tiếng đi, xong cuối cùng chị chộp những cái phút cuối cùng, chị rất là nhanh nhạy. Còn với anh Kim Tử Long thì anh có rất là nhiều những chiêu trò. Ví dụ 12 triệu 300. 15 triệu. Kéo giờ, cố tình kéo giờ để cho mọi người chờ anh ấy nói xong cái câu đấy thì mới được đấu giá cái tiếp theo thì nó đã hết giờ rồi. Nhưng Kim Tử Long là cái người giống như là mình tạm gọi nôm na trong phim hay là trong kịch đó là vai phản diện đi ha. Cái người mà chuyên đóng vai ác đi thì ác này ác lộ. Ác gì?
ác lộ hả? Hãy nhìn kỹ lại mình đi đại nghiệp. Hãy nhìn lại mình đi, coi ai ác hơn ai. Tôi là ác lộ, còn đại nghĩa là ác gì? Ác loài. Nhưng cái nhân vật mà thật sự cao thủ nhất á, đáng sợ nhất chính là người phụ nữ mang tên Án Mai Hồng. Quang Hà hiền lắm. Quang Hà thì gần như là ngồi đó, hoặc là nếu có tranh giành cũng tranh không lại. Quý vị có thấy là Quang Hà rất là dễ thương và rất hiền hậu không ạ? Rất là từ tốn, rất là nhẹ nhàng và rất là sâu lắng. Nhưng bên trong cái sâu lắng đó, anh đã toan tính. Khi mà anh đã muốn đấu giá một người nào rồi đó, thì lúc đó anh mới dở tất cả các chiêu trò để mà anh chiếm hữu giọng hát đó. Thật ra thì với Văn Thân Hà thì phải thật là nhanh, nhanh gọn lẹ là chiến thắng. Một cái mùa mới ra đó thì ít nhất mình cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ hành trang cần thiết để mình có thể mình ứng phó với các đối thủ. Kim Tử Long với lại Hồng Vân cố gắng làm hết mình để làm sao các nghệ sĩ cũng như là các nhà đấu giá mới khi bước vào với là sàn chiến giọng hát sẽ cảm thấy đây là một mái ấm gia đình, không có gây gỗ, không có giành giật gì nhau chứ. Ai muốn chúng tôi nhường hết. Tôi ngồi nhiều khi tôi ngồi đó tôi đấu giá cho nó có gọi là phần hùng vậy thôi chứ còn trời ơi. 18 21 24 21 24 bên đây rồi. Bắt tay anh Long ơi, bắt tay. Anh Long 24 lần 1. Có vô không ạ? 24 lần 2. Hết rồi. Bắt tay hết rồi. Bắt tay rồi. Dạ thưa quý vị, có hai con số 27. Em nói 27 và trước. Và vừa kịp hết giờ nhưng mà không biết là chị Vân hay là anh Nghĩa. 27 trước. Nhanh hơn. Bây giờ tôi đề nghị như thế này. Các bạn nên nhớ khi tôi đưa ra con số 24 mà hai người kia đưa lên như đúng vậy rồi. Là không hợp lệ. Sao ủa tại sao? 27. Chỉ có một người thôi. Vì vậy nên ban tổ chức nên xem lại số 24 là số 24 rồi. Thắng cuộc. Thưa quý vị, chúng tôi đã xem lại thước phim vừa rồi và đã có kết quả. Tôi không tin nữa, tôi thấy là cái máy này phải cần anh đi sửa lại. Mà. Tôi đề nghị máy móc nên đi chỉnh sửa chùi rửa lại. Trời ơi. Chứ mà bây giờ cái gì mà toàn là cái người cuối cùng được không vậy? Trong cái đó tôi được nè. Dạ, với góc máy này thưa quý vị, ban đấu giá ơi, với góc máy này thì Khanh cam đoan là sẽ bắt rất là chính xác. À 4 lần 2. Hết rồi. Vân ơi. Và bây giờ Khanh xin công bố kết quả sau cùng của phiên đấu giá thứ tư. Với 15 giây rất ngắn và số tiền hợp lệ. Là 24 triệu. Chúc mừng anh Long. Công công trời ơi. Và thưa quý vị, sau những thước phim vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được Phương Mai là một trong những người chơi khiến cho các nhà đấu giá phải đấu trí quyết liệt cũng như là giành giật nhiều nhất để sở hữu tiếng hát của cô ấy. Và vì sao? Hãy cùng Khanh theo dõi lại tiết mục này nhé. Ngoài đời sương gió tôi lắm đôi vai gầy, giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này rất cần hai ấm, rất sợ đêm trắng ta.
hiện thế. Và thưa quý vị, có một điều chúng ta phải công nhận rằng Sàn Chiến Giọng Hát là một trong số ít những chương trình có những điều đặc biệt khi mà các người chơi tham dự chương trình, họ đã có những thành công nhất định trên con đường hoạt động nghệ thuật hoặc họ đã giành giải rất cao trong những cuộc thi âm nhạc uy tín khác. Tuy nhiên, họ vẫn gạt bỏ cái tôi của mình, vẫn mong muốn được đứng trên sân khấu của chương trình và mang lời ca tiếng hát gửi tặng đến quý vị khán thính giả cũng như là chia sẻ những câu chuyện của cá nhân. Và Phương Mai là một trong những trường hợp đó. Cô là một tiếng hát đã trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Toàn Quốc. Ngay bây giờ, hãy cùng Khanh gặp gỡ lại cô gái này nhé. Xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi tập đặc biệt của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Quý vị thân mến, bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2019, Phương Mai cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi được quý vị khán giả biết đến và đón nhận mình nhiều hơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 mà gần 2 năm, Phương Mai cũng chưa có nhiều cơ hội để đến gần hơn với khán giả. Và khi nhận được lời mời tham gia Sàn Chiến Giọng Hát thì Phương Mai cảm thấy vô cùng hứng thú và không ngần ngại nhận lời ngay, bởi vì là Phương Mai đã được biết đến Sàn Chiến Giọng Hát từ rất lâu và cũng rất là yêu thích chương trình này. Và sau khi tham gia chương trình thì Phương Mai đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ban tổ chức của Sàn Chiến Giọng Hát vô cùng là chu đáo và Phương Mai cũng có nhiều cơ hội để cọ sát cùng với những cái giọng ca khác, cũng như là có rất là nhiều những cái lời khuyên, lời góp ý
chân thành đến từ các anh chị nghệ sĩ lớn. Bên cạnh đó thì Phương Mai cũng được khán giả từ khắp mọi miền Tổ quốc biết đến mình nhiều hơn. Và qua đây thì Phương Mai cũng xin được cảm ơn, xin được gửi những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến chương trình Sàn Chiến Giọng Hát vì đã đem đến một sân chơi vô cùng bổ ích và lý thú dành cho Mai cũng như là tất cả những người yêu âm nhạc. Và thưa quý vị, bên cạnh Phương Mai thì hai giọng hát tiếp theo cũng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị ngay bây giờ. Đầu tiên là Thùy Dương, một cô gái với một tiếng hát rất đặc biệt cùng cách hát kể chuyện đầy tự sự, đầy cảm xúc, lay động được lòng người. Và tiết mục đó là gì? Xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức nhé. Tuyệt vời, có những lần mình hẹn ngày mai.
Thùy Dương xin gửi lời chào thân thương nhất gửi đến tất cả các khán giả của Sàn Chiến Giọng Hát trong tập đặc biệt ngày hôm nay. Sau khi bước ra từ cuộc thi sau Mai Tổ quốc năm 2019, bản thân Thùy Dương luôn muốn mình cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa về giọng hát cũng như là những kinh nghiệm trên sân khấu. Và Thùy Dương chọn Sàn Chiến Giọng Hát để mà thử thách bản thân mình. Thùy Dương nghĩ âm nhạc không chỉ là những giai điệu đi vào lòng người mà nó còn có thể gắn kết những người với người giữa thế hệ trước và thế hệ sau. Sẽ đặc biệt hơn khi mà kết hợp âm nhạc của hai thế hệ này tạo ra một bức tranh âm nhạc tuyệt vời chạm đến trái tim của khán giả yêu nhạc. Qua đó thì Thùy Dương cũng muốn truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trẻ, tất cả các ca sĩ trẻ là hãy yêu và cống hiến cho âm nhạc, cho nghệ thuật của nước nhà. Sau khi xem những tập phát sóng của Sàn Chiến Giọng Hát mùa năm, Thùy Dương rất là vui và bất ngờ khi mà được nghe những giọng ca đặc biệt và có những bạn bước ra từ sân khấu của Sao Mai và thể hiện những ca khúc rất là tuyệt vời trên sân khấu của Sàn Chiến Giọng Hát. Và Thùy Dương khá là ấn tượng với một giọng ca rất là cao. Chị tên là Phương Hiếu đã thể hiện ca khúc Tay Trái Chị Trăng và đã được rất nhiều sự ủng hộ, sự tin yêu của khán giả Sàn Chiến Giọng Hát. Bàn tay vẫn
10 điểm. Lời nói đầu tiên cho phép Phương Hiếu xin được gửi lời chào tới toàn thể quý khán giả đang xem tập đặc biệt của chương trình Sàn Chiến Giọng Hát. Chương trình và cả Phương Hiếu có liệt kê ra những cái ca khúc, rất là nhiều ca khúc, để xem là cái màu giọng và cái bài hát nào có thể phù hợp với Phương Hiếu và phù hợp với cả chương trình. Thì Tay Trái Chỉ Trăng đây là một trong những ca khúc mà Phương Hiếu cũng như là chương trình rất là ấn tượng. Và Phương Hiếu cũng rất là mong muốn mình được thể hiện một cái ca khúc nào đấy nó thật sự là tỏa sáng, thật sự là thăng hoa. Thì đây là một ca khúc mà Phương Hiếu và chương trình rất là tâm đắc khi mà chọn đến với Sàn Chiến Giọng Hát. Thì thực sự là Phương Hiếu rất là vô tư, không có một chút e ngại hay lo lắng gì khi mà mình đã đạt được một cái danh hiệu cũng rất là cao quý của chương trình Sao Mai. Nhưng mà đối với Phương Hiếu thì Sàn Chiến Giọng Hát vẫn là một chương trình có uy tín, có chất lượng và có độ tin cậy. Khi mà đến với Sàn Chiến Giọng Hát, cái điều mà Phương Hiếu thích nhất là Phương Hiếu được gặp rất nhiều các bạn có những cái giọng hát rất là hay, rất là có tố chất trong nghệ thuật mà Phương Hiếu cần học hỏi nhiều hơn. Và đó cũng chính là những cái điều giá trị đáng quý, những cái phần thưởng to lớn đối với Phương Hiếu khi mà Phương Hiếu đến với Sàn Chiến Giọng Hát. Khi mà Phương Hiếu đến với Sàn Chiến Giọng Hát thì là Phương Hiếu có ấn tượng với nhà đấu giá là anh Quang Hà và anh Nam Khánh. Bởi vì khi mà Phương Hiếu hát thì Phương Hiếu không để ý. Khi mà về coi lại cái tập mà phát sóng của mình thì là Phương Hiếu khi mà hát những cái nốt cao đó thì là Phương Hiếu thấy anh Nam Khánh cũng như là anh Quang Hà, những cái biểu cảm của anh ấy rất là ấn tượng và rất là vui. Anh cứ có nghĩa là anh ấy sợ Phương Hiếu không lên được, thế nên là anh ấy cứ kiểu như là trong cái suy nghĩ của anh là cố lên em ơi, cố lên em ơi. Nên là khi mà Phương Hiếu coi lại cái tập phát sóng của mình thì Phương Hiếu cảm thấy rất là vui và rất là ấn tượng ở anh Quang Hà và anh Nam Khánh. Và lời nói sau cùng thì cho phép Phương Hiếu xin được gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức chương trình, ban đấu giá đã cho Phương Hiếu được tỏa sáng trên sân khấu và tạo cho Phương Hiếu một cái sân chơi bổ ích. Và đặc biệt hơn nữa, Phương Hiếu xin được cảm ơn đến quý vị khán giả đã bình chọn cho ca khúc của Phương Hiếu để Phương Hiếu được nhất tập đêm ngày hôm đấy. Phương Hiếu gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả đang xem đài, ủng hộ giọng hát của Phương Hiếu cũng như là ủng hộ Sàn Chiến Giọng Hát. Cảm ơn những chia sẻ và tiếng hát vừa rồi của Phương Hiếu. Và ba giọng hát trưởng thành từ Sao Mai này cũng là ba tiếng hát đã giành giải nhất tuần ở các tập của Sàn Chiến Giọng Hát mùa thứ 5. Và thưa quý vị, những giọng hát tuyệt vời và những điều thú vị khác sẽ được chúng tôi chắt lọc và gửi đến quý vị trong những tập đặc biệt tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là một ca khúc top ca như là một lời chia tay gửi đến quý vị trong tập đặc biệt tối nay. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cũng với khung giờ này nhé, 20:30 thứ năm trên kênh VTV3, chương trình Sàn Chiến Giọng Hát do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Bạn Công Khanh xin chào và hẹn gặp lại. Chân vui bước mê say, đôi buồn tim cùng xin nồng cháy. Nhớ nhé em đêm nay, mình và kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya trao lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu hơi. Nào cùng vui lên em, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cùng trong ngất ngây.
nhìn vầng trăng khuya treo lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn trời vỡ.